Wait for it. Wait for what? Well, I was hoping for some kind of dramatic reveal, but my time is... It's a Galileo rocket, so what? Yeah, well, that there Galileo rocket is number 4. The satellites they're carrying? All blown. Oh, shit. Yeah. It's just got interesting. Mm-hmm. Those satellites are putting a lot of data out of our reach. This is next level shit, my friend. You've been waiting for your chance to hit Bloom. Oh, well, yeah, now we can hit him fucking hard. Kid thinking about putting a little something-something on their next satellite launch and piggybacking into orbit? Uh-huh. You a crazy motherfucker, man. I'm out of this world, baby. Oh, shit. You drive. Yeah. Chúng ta sẽ chở thằng Dre và chở nó về với Hackerspace. Có điều là chúng ta muốn ra tuốt đằng đây luôn mà. Rồi, anh niên này đi lẹ coi. Là chúng ta sẽ chở anh niên đi về với Hackerspace mà xem mà nó mất tiêu rồi. Thật sự cái game này nó chỉ dở một cái phần á, là mỗi lần mà mình restore là coi như mất cái xe luôn. Nhớ mà xe mình để đó mà đi gọi lại gì? Tại vì hơn được cái là các bạn đã mua rồi thì các bạn hãy gọi thoải mái. Cho nó order là nó sẽ giao tận chỗ luôn. Ok, chúng ta có xe rồi nhé. Để test con quái thú này cho các bạn coi là nó chạy OB đến mức độ nào. Lên T-Bone. Đã đây em. Ơi, má cái xe màu gì? Ok, xong phóng lên nào. Quá đã, quá đã. Cái góc độ của chiếc này mình cũng đã test qua thử vài lần rồi, nhưng mà mình muốn cho các bạn coi là mức độ nó nhanh cỡ như nào. Và 3000 mấy mét đối với chúng ta vậy là 300 mét thôi. Lái rất ư là nhanh. Ủa, xe chưa? Lơ xe rồi mà. Xe mà do teammates too far rồi. Teammates too far. Rồi mình đang chở thằng Ray mà. Các bạn cái gì á, hình như bị lỗi hay sao á. Mình được cái game này á, mỗi lần mà nó làm cái chế độ mà lúc mà mình mỗi lần mình lái mà mình kiểu như mình thắng gấp á, mình thắng mà nó thắng rất là êm luôn, mình thấy không có trượt bánh hay cái gì hết luôn á, kiểu như là thắng một cái là nó dừng liền luôn, mặc dù bạn chạy nhanh mức độ nào nó vẫn không có xi nhê, cũng không có bị cái gì hết á. Đẹp nó ném nữa là lên dĩa rồi. Nói chiếc này lái nhanh quá nhanh. Mình tính mua chiếc Lamborghini có 300 mấy ngàn thôi, nhưng mà nghĩ lại thì mình bỏ thời gian mình cày và cày sau một khoảng thời gian nó thì ơi oops, trời ơi kén chết con ta luôn rồi. This chà, cái chỗ đó là restrict area rồi, mình phóng ảo quá. Tàu nhỏ kìa bay dính dách luôn, bay mất tiêu luôn. Nhưng mình cán phải cái gì sao nó làm trượt cái bánh nè, vỡ cái đấy. You call when you get to Galilee. They'll have a satellite waiting for you. Chúng ta chỉ cần thả ông Ray về cái Hackerspace, chúng ta đi lo chuyện riêng. Thì cũng như mấy tập trước mình cũng đã nói là cái mấy các bạn đã yêu cầu cũng như là mỗi tập chúng ta nên đổi một bộ đồ, thì tập này mình đã đổi bộ đồ rồi. Ok, chúng ta gần tới rồi. Chúng ta đây có một cái Hackerspace hả? Và thanh niên đi ra khỏi rồi mà thanh niên không nói gì hết vậy. Cứ tưởng là sẽ có cutscene hay gì đó mà không thấy gì hết á. Nhưng mà chúng ta được kinh nghiệm không ta? Chắc được. Chúng ta có nhiệm vụ mới nè. Đâu, nhiệm vụ đâu? À đây. Ok, và mình đã tới cái chỗ này rồi, và nó kêu là mình phải deploy quadcopter, cái máy bay của mình á, control máy bay của mình. Xem chúng ta hack được cái gì. Network bypass.
phải bật cái màn hình xanh này lên thì chúng ta mới giải được cái đống này. Ồ, có vẻ khó khăn đó. Tại vì nếu mà bạn không bật lên thì nhìn nó cứ không nổi cho lắm. Mà để mình cố xem mình đây, để mình bật ở cái này coi. Mở cái khóa ngay đây nè. Chúng ta được một cái nè. Hai cái nè. Mấy cái đường này mình nghĩ lắm, nếu mà trên trái cũng được không ta? Trên đây thì nó không có cái gì hết, nhưng mà phải cần phải có hai cái đường luôn. Làm sao thì làm cái đường nó phải dẫn qua đây hết luôn thì nó mới chỉnh được. Đó, để unlock cái này ra. Rồi đấy, thì cái trên này chúng ta không cần phải mở xuống nữa, tại vì nó có mở thì có đường nó không xuống, chứ phải từ dưới đi lên nè. Từ dưới đi lên mới được. Còn một cái đường sang bên trái nữa. Ok. Một cái đường đây nữa ta. Chúng ta đổi lại được không ta? Đó, ba đường luôn. Quá đẹp. Mình cũng công nhận mình đã với đứa nào mà làm cái này hay thiệt luôn á. Kiểu như mà ngồi thiết kế được ba cái này mình cũng thấy cũng chịu khó lắm luôn. Tại vì ngồi thiết kế không những là lúc đầu phải liên kết với nhau một khúc sâu, nó cũng có liên kết những cái khúc đầu mà bạn phải bắt buộc là phải đổ qua đổ lại. Cái vậy nó mới hay rồi, chứ mấy nào mà cứ ráp lại từ từ thì nó cũng đơn giản quá, mà kiểu như nó đánh đố người chơi ngay chỗ đó thôi. Ok, để coi chúng ta phải vô modify model board và nó nằm tuốt bên kia, và mình nghĩ là chắc nó nằm chắc cũng sâu xa lắm đây. Đâu để coi. Wow, chúng ta có một thằng lính canh ngay đây. Mình nghĩ là chắc phải vô bên trong á, tại vì nó nằm tuốt bên kia mà nằm đằng sau nữa. Chắc là đằng sau đó có cái gì mà chúng ta phải đột nhập vô rồi. Mở cửa liền em, mở liền. Này thì coi điện thoại. Má đứng canh mà cũng coi điện thoại nữa. Nó cái này hơi vô lý một tí, ngoài đời thì nó không có rồi đó. Nhưng mà trong game thì nó cũng lâu lâu nó cũng coi điện thoại mà đã bị hack luôn ở đâu. Cho nên thấy hơi bất cập. Ồ, để mở cửa ngay chỗ này coi. Rồi chúng ta có một thằng ngay đằng kia. Thì mình thả John bay ra, cho nó bay vòng vòng để xem spot vị trí rồi. Ồ, có hát nữa nè, để mình hát thử coi. Bay cao lên coi. Bay nhanh nữa. Mới thấy nó đâu đây nè, đó đúng rồi. Ngay đây. Thì tính ra nó nằm trong phòng rồi. Có cái ổ lỗ thông gió nè. Đúng rồi, trong đây đúng rồi. Rồi, chúng ta lấy được cái chìa khóa rồi. Nhưng mà cái đường vô mới mà mình nghĩ là chắc bên kia rồi, để mình đi xử từng thằng coi. Gọi điện thoại đi em. Đó, gọi điện thoại liền. Bắn một phát cho nó khỏi tỉnh luôn. Còn 4-5 thằng gì đó. Stun gun, mình khá là khoái cái cây stun gun này đó. Hard to access, cái này thì mình cũng không cần thiết lắm. Chí ít ra là vậy. Dưới kia có cục kia, nhưng mà cũng hơn á là trong mấy nhiệm vụ này á, là trước đó mình cũng đã nâng cấp được cái kỹ năng mà kiểu như là dùng để shutdown mấy cái đồ vật như thế này. Cũng khá là tiện. Shutdown nè, đó. Có điều là mấy thằng này nó thấy shutdown nó sẽ nghi ngờ thôi. Ồ, hình như chúng ta có một thằng bên đây nữa thì phải, đúng rồi. Đợi nó qua bên kia nó gọi điện luôn. Đó, với lại mình có upgrade thêm cái skill mà là... gì ta? Shutdown tiếp đi em, shutdown tiếp đi. Đi vòng vòng cái gì? Để mình xử hai thằng này luôn. Đó, nhẹ nhàng, tiện lợi. Là mình có upgrade cái skill mà kiểu như là bắn một phát là mấy cái con đó nó bị gục
thậm chí mấy cái thằng mập á nó cũng gục luôn, chứ không phải là chỉ đơn giản là mấy thằng mà không mặc giáp này nọ kiểu. Nếu chúng ta lên kia hả ta, chỉ sợ bị phát hiện thôi, giống gì á. Con này nó cứ đi vòng vòng ngoài nè, sẽ đau tới bị cho ăn, tại vì nó nhìn đằng sau lưng mình mà. Thằng này thì chắc nó chỉ có nhiêu đó, đi đập lại thôi. Đó bắn cho nó ngủ cho nó chắc ăn tí. Shutdown luôn, cho con này shutdown luôn rồi. Shutdown luôn. Rồi đi sang đây thì để tránh được cái tầm nhìn của cái con đằng sau lưng mình. Đó, đúng rồi. Thằng kia nó đang nghi ngờ quá. Dính liền. Mở cửa liền. Để mình tắt luôn cái con này để cho nó tiện. Sợ vừa mới vô cái lại bật lên lại. Thế mới đau. Đó, dính cái xác liền. Được hên cái là mình bật đều có súng giảm thanh hết á, cho nên chúng ta không bị phát hiện. Giờ lại cũng hơi đó là mình upgrade botnet khá là nhiều, cho nên chúng ta có thể xài thoải mái mà chúng ta không sợ cái gì hết. Đó, vô like a boss liền. Khá ư là ngầu như cái bồn cầu luôn á. Đó, vô liền. Hát hả? Rồi ok, cái này hát khá là dễ. Mình nghĩ là chắc có đôi cái ống thông gió đây. Vừa mới nói luôn, có cái ống thông gió là chúng ta phải vô hát liền. Giờ chúng ta vô để chỉnh sửa lại cái motherboard của cái chỗ này là bo mạch chủ á. Ok, cửa mở rồi nhé. Mấy thằng ở dưới thì chắc chắn là chết, nó không sống dậy được đâu, tại mình xử sẵn hết rồi. Ok, ngon lành cành đào. Well done. Now let's see, where do they keep the mobos in there? It's cool, I got this. Đồ. Nãy mình cũng tính thả drone vô để mình chỉnh á. Tuy nhiên thì mình nghĩ là do là drone cho nên mà cái này là cái motherboard nữa, cho nên mình nghĩ không thể drone không thể nào mà đẩy vô mà nó xử lý được cái motherboard này được, chứ buộc chúng ta phải đi vô thôi. Đó, giờ chúng ta phải đi lấy nữa. Drone nó không lấy được những cái này. Nếu bạn vô cho nó hack này nọ thì nó hack được thôi, nhưng mà nó không lấy. Install motherboard đâu ta? Plant my magic non-clipper chip in that rocket. Trên kia rồi. Ding. Fries are done. The RC's not going to be able to hold on to the board. Hết cơ hồn. Cái gì tự nhiên chớp lên mình cứ tưởng là nó có cái gì đó. Touché. Mình nghĩ là ở trên lầu rồi. You know, mình coi trên đây có ai không mình mới dám đi, chứ phải là đi kiểu bang bang được. Chứ là mém nữa mình bị phát hiện ngay cái chỗ khúc nãy là mình cứ sợ mình đâm vô cái... Wow. Có đèn chiếu sáng nha. Tắt liền. Kiểu như mình muốn đảm bảo cho bản thân thôi, chứ cũng không phải là mình sợ này nọ kiểu. Để coi đâu rồi. Có một con robot ở đó. Chứ nó không thấy mình đâu. Chắc là mình nghe thấy cái cửa này nè. Cũng hơi là nãy mình vô mình cũng tắt đầy đủ hết rồi, cho nên không sao. Tắt luôn. Đó, câu cầu hang đi lên nè. Mình nghĩ là chắc lên ngay chỗ này là đúng nè. Lên nữa nè. Trên đầu mình nè. Chúng ta phải install motherboard ở tuốt trên đây luôn hả? Trên đây thì chắc không ai nhòm ngó gì đâu, nhưng cũng sợ là lát nữa có người đi đâu từ đâu chui ra cái mình không đỡ kịp, cái kiểu này lại là gì. Đúng rồi nè, khá là stealth đó. Tới game này thì mình phải nói là bây giờ mình đã upgrade khá là nhiều cần thiết rồi, bây giờ mình cũng không sợ bị hành hay gì nữa, giờ mình đi hành người ta thôi. All right, where's the funny bone at? Don't forget the water on the knee. Hey Ray, you think I can officially put rocket scientist on my resume now? What do I look like, a career counselor?
Mình cũng để mấy thằng này ghế nha. Là kiểu như là mình chỉ ví dụ như nếu mà rành công nghệ thì dành rành thiệt á, nhưng mà xét về mấy cái này á, kiểu như là về mấy thứ mà model board của mấy cái tên lửa này nọ, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn hiểu được mấy cái này và nó làm, và nó thậm chí là thay thế sửa chữa được nữa, hay thật. Cũng hơi là mình dọn lính gác ở dưới dọn sạch bách rồi cho nên chắc không ai để ý nữa đâu. Mà đây nó có cái đèn không ta? Không không, đây không có. Có đứa nào bật ngay đây vậy? À tại vì chúng ta chưa xuống tầng trệt cho nên mình thấy kỳ kỳ. Ủa mình nhớ có cái đèn ở đó mà ta. Có cái đèn mà nó chói qua chói lại á. Ờ đó, chính xác. Vừa mới nói luôn. Tắt ngủm liền. Cho mày ngủm luôn. Ồ, còn bé robot đây nữa nè. Shut down liền. Đi ra khỏi chỗ này liền. Cái chỗ này mình nhớ hình như mình đi cái chỗ bên này ra thì phải. Hình như đi từ trên xuống hay sao? Ờ, cái tầng trên đi xuống nè. Nãy mình nhảy từ trên đây xuống nè. Giờ chỉ cần nhảy vô lại thôi. Đơn giản, easy. Tại mình nãy mình đánh gục chết hết trơn rồi. Cho nên giờ chỉ cần việc bước ra thôi. Nghe đây có ai không ta? Còn một thằng dưới này nè mà nãy mình chưa có giết. Chỉ đánh gục thôi. Đóng cửa lại chị chắc. Ồ, chúng ta còn cái chốt cuối cùng nữa là cái chỗ này. Sống, ngon lành. Không bị phát hiện, quá ư là stealth. Ngầu as fuck luôn. Bye bye. Đấy, nó còn không biết mình vừa mới phá đồ của nó xong. Quá ư là đẹp trai. Anh lên xe mua trần anh đi đây, bye bye. Cái vô lăng bên này mà. Xe nhìn bựa vậy. À, nó có bốn cái đèn mà mình cứ tưởng là nó có cái gì đó mà. Sống, ngon lành liền. Ra, bố mày đang đi thưởng thức. Nhắm phong cảnh đấy kìa, tại chúng ta làm xong cái nhiệm vụ rất là ư là ngầu as fuck. Ok, mình đã tới chỗ này rồi nha. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo chúng ta kêu là chúng ta phải tới cái chỗ get to the port, cho mình không rõ là cái gì, nhưng mà cứ lại đi, mình nghĩ là cái con thuyền này nó sẽ đi nhanh hơn, tại nó bắt mình lại cái chỗ này để nhận nhiệm vụ mà. Thì có lẽ như là chúng sẽ dùng con thuyền này để phóng qua kia luôn, không phải xa mấy ngàn mét lần. 2000 mét. Ok. Ồ, cái này làm mình nhớ tới Kata 5, nhưng mà nó kiểu như là game này bị cái nó không có mở được như Kata 5. Kata 5 nó mở hơn nhiều, nó giống như là bạn, nó cho bạn nhiều cái cơ hội để bạn có thể làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Và kiểu như bạn muốn đột nhập vô như thế này, bạn muốn làm thế này thế kia, bạn muốn làm như thế nọ, ví dụ vậy. Hoặc là thậm chí mua máy bay hay mua thuyền á thì đều là tùy các bạn, nhưng mà trong game này thì bạn chỉ mua xe được thôi. Theo mình biết là vậy. Ồ, này giống như một cái hòn đảo giữa biển vậy ha. Ngay giữa biển luôn. Cái chỗ này mình cũng biết nó đi đâu, mặc dù map rộng thì rộng thiệt, nhưng mà cái khúc này nó kỳ kỳ, nhìn nó càng lúc càng ghê. Cái này không biết chơi trên PC nó có mod lại không, kiểu không ha. Mình nhớ Gata 5 hồi đó nó làm cái mod cũng khá là hay, là mod nguyên cái hòn đảo ngay giữa biển nhìn cũng ngầu á. Kiểu nó mod dựa trên mấy cái human lab này nọ kiểu á. Là tụi nó làm nên cũng hay. Wow, có thanh niên này. There may be hundreds of servers on board a ship of that size. I need to hack the admin terminal to locate the server we want. Này thì coi điện thoại. Tặng giấc ngủ ngàn thu. Ngủ hoài luôn, ngủ tới Tết luôn nha con. Ngươi chỗ nào có đường lên không ta? Đừng tìm cái đường lên, cái cầu thang đi lên đó. Ông mém nó bị phát hiện rồi. Mình đâu thấy thằng nào đâu ta. Hết hồn. Sao bắn không được ta? Đó, giờ mới bắn được nè. Thằng kia nó nhảy xuống mà mình làm cái tưởng như nó đang xoắn vậy đó ta. Xuống giảm thanh nhiều lúc nó cũng có cái lợi của nó ha. Ok, ngon lành, để mình lẻn ở từng thằng thôi. Xử lý hết nguyên đống này.
Wow. Gọi điện thoại đi em. Này thì gọi điện thoại nè. Đùa thôi mới chế là làm thiệt quá. Đó, cái này bạn bắn phải bắn trúng nha, bắn hụt là nó phát hiện liền luôn á. Cho nên mình cũng khá là cẩn thận với mấy cái cây này, là lý do tại sao mình đem cái cây wow. Mấy nó bị phát hiện ba, ghê vô color. Lâu lâu mấy thanh niên đổi hướng đi chỗ khác. Ý, ngay đây có thằng. Mày thì đi tùm lum tùm la. Bắn phải cho chắc ăn. Mình không bắn, dám bắn mà kiểu bắn hụt. Kiểu bắn hụt nó hồi nó lại nó phát hiện ra mình nó mệt lắm. Đây mình thấy một cái electro shock device ngay chỗ cái thằng này. Kiểu gì lát hồi nó cũng lại, nó cũng giúp mình đổi nè. Cái chỗ này khó chọi thôi. Hát liền. À, cho mày gọi nó vậy. Hát nốt. Ai cho mày gọi nó vậy. Ê, thằng đó hình như có chìa khóa hay sao ta. Ừ, hình như cái thằng đó có chìa khóa, đúng rồi á. Một thanh niên đang đi xuống nè, đó. Thanh niên này là thanh niên khác rồi. Cái gì nữa. Wow. Where the fuck did we get these mics? Thanh niên này ra đúng lúc rồi luôn rồi. Mập ú nè. Sao mình bị con mình bị vậy nè. Gọi điện thoại nè. Gột liền nè, bắn ngay lỗ đít luôn. Thằng mập nè. Tao không thích những thằng như mày. Dính nè. Dính nốt nè. Còn hai kia đang chết nữa phải không ta. Wow. Hết hồn. Đó, chết gục quá rồi đó. Kiểu như mình để mình check thôi. Như nãy mình còn lấy được cái gì nữa đó. Lấy được cái gì khóa nữa. Cái, mình thấy đây cái, trong cái game này cái taste gun là cái thứ mà quan trọng nhất luôn á. Mà kiểu nó quyết định mọi chuyện vậy á. Này thì nhìn điện thoại nè con. Số mày xác định rồi. Ở cái súng lục này cũng đã chứ. Có nồng ngắm nữa mới đâu chứ. Đã vơ cơ lơ. Biết phải vô đây không đúng không ta. Sao nó chỉ xuống dưới này nè. Ủa mình cứ tưởng là trên đây là đúng, cái tầng này đúng rồi chứ. Hình như không, nhưng mà phải xuống cái tầng dưới. Trên đây là hình như khác rồi. À đây đúng rồi nè. Ngon lành canh đào liền. That should do. Reach the server. Cái server làm đâu? What they describe as portable may not be what you're thinking. Mình coi cam. How big you think this thing is? Industrial size. I'll keep the line open. Tốt gì này đâu hả? Không phải tốt dưới kia mà tốt dưới đằng này luôn. Rồi sao đi tìm cái đường vô coi. Cái đường vô nằm đâu ta? Biết là nằm tuốt dưới này nhưng mà cái đường ý là mình cái đường vô á, cái đường vô nằm đâu vậy? À đây mình nghĩ là đây, mình nghĩ chắc nghĩ là đây. Đúng rồi. Xuống hướng này, đi qua hướng này. Làm sao đi qua đây chỗ cái thằng? À đây. Found the server. How exactly am I getting this off the boat? Đó, đúng liền. Move the server with a forklift. Control liền. Điều khiển luôn à. Ra chỗ nào em. Chỉ đường đi.
cùng hay cùng tầng luôn mà. Nãy chúng ta đỡ phải đi xuống. Đi sợ thằng ở trên có thằng khác đi ra nó phát hiện thôi. Cũng hơn là mình để cho mình xử hết rồi, cho mình nghĩ chắc là không ai phát hiện ra mình nữa đâu. Giờ con này nhìn nó đang cu te, đang đi chợ đồ thêm ở đây. Ok, để ở đây. Đúng rồi. To reach the top desk. Lầu em. Lầu đi. Chờ gì nữa? Đúng rồi. Hey Valor. Wait for extraction. 911. Shit, that's not good. Whoa. Nó gọi kìa. What's the plan? I'm almost there. Josh, what the fuck? Watch the clock. Rốt cuộc là mình xuống dưới mình đợi hay sao? Nó ngay đây mà. Nó là nè. Không. Wait for extraction. Have to remote. Whoa. Cậu thanh niên. 29 seconds away. Damn, man. Oh, cái này người thường. Có nghĩa là chúng ta phải đợi cho tụi nó đem... Whoa. Hai thằng. Where are you? You should see me right about... Này thì lớn đó con. What am I looking? Holy shit, that's no moon. Is that your drone? Hai này gục hết rồi. Custom built for us. Vĩnh biệt. Never see you again. Get back to the server. Marcus, where are you? Okay, you need to hook up the server to the drone. Drone? Wait, never mind. Mission complete rồi nè. Be right there. Bây giờ chúng ta làm gì đây ta? Mình không rõ nữa. Thì coi Fuck! Oh god! Oh shit! Someone fucking down. Oh god. Okay. Oh. What? Fuck. Hey yo Josh, man. How many times have you flown this thing? You know, Michelle, we're just glad that these hackers were finally brought to justice. It frankly shows a flaw in the system, from the submarine cables to the spying and sabotage by groups like DedSec. Now, I will tell you this. Bloom is working on a product that will eliminate this problem. Fucker gave the hackers bellwether access so they could test it for him. Then spun the attack as a vulnerability on the submarine cables. Gotta hand it to the asshole. You know more companies are gonna sign up for Bloom's satellite pipeline. Okay, so we release everything we have on Dushan, okay? Let the public hang him like they did fucking Mussolini. Breaking his neck isn't the answer. Well, sitting on our asses isn't either, okay? No, but for once, what I want you to do... Shut up! He's baiting us. Think. He's trying to neutralize us one last time as a threat. And we are a threat. We agreed, all of us, to play this thing out on our own terms. Has that changed? Good. We almost have everything we need to hurt him permanently. So let's all get back to work and let's bring this thing home. Hmm? Ok, và chúng ta xong nhiệm vụ nhé. Được bao nhiêu kinh nghiệm đây? Chúng ta có điểm chuẩn bị lên cấp luôn rồi. Lên cấp liền. 8 reset point, you are on a bow, man. Yes, on a bow, man. Nhiều mới hả? 8 điểm reset luôn nè. 4.182.000, mình được 3.9.000 nè. Sweatshirt is peace, nhìn có vẻ hay đó. Nhưng mà mình đang mặc cái bộ này trong cái tập này rồi. Để coi nhiệm vụ mới rồi. Lên chưa ta? Mình nhớ là có một nhiệm vụ nó cho thêm nữa. Power to the ship nè. Main robot wars. Power to the ship. Cũng được, cái nào làm cũng được thôi. Làm này trước đi. Sitara, power to the ship. Research available. Và điểm mới nè, được 8, mình cộng tới 8 điểm luôn. Giờ mình đang có 19 điểm free nè. Ồ, khá là nhiều luôn. Ok, để mình coi mình nâng cái nào ta. Cái này thì mình cũng nâng gần hết rồi. Mấy control này mình khá là nhiều. Con này giờ đây dùng để thả bom, phá một số thứ nhất định.
này thì không cần lắm, tại mình không có hack cái xe nhiều, không có cần thiết. Social engineering gang war thì cũng vui á, nhiều pha mình cầm nó đánh với mấy anh kia cũng bựa, khá là bựa. Botnet saving personal, cái này khi mà bạn hack người ta nó sẽ xếp cho bạn lại không bị móc botnet nhiều, bạn hơi hack được nhiều hơn nữa. Thì mình hack cái này đi. Được, cái đó là tại mình tiết kiệm, tại mình sử dụng khá là nhiều gọi điện cái kiểu rồi này nọ để cho nó mình gọi mình phá tụi nó, cho nên mình cần cái đó nhiều hơn. Còn cái steady mấy cái này thì mình đã nâng cấp cũng khá là nhiều rồi. Tới cái này thì cái này chỉ cần khi nào bạn dùng mấy cái súng ngắm á thì bạn mới dùng, nhưng mà ít khi nào mình sử dụng súng ngắm á, tùy trường hợp thôi. Mà mình nhấn lột pha mà sử dụng súng ngắm sau là hết chuyện rồi, không còn gì để cần xài nữa mà đi chạy thôi. Giờ nó có phát hiện gốm sao, nó đây cái này bị không có bị rung tay thôi. Còn cái này khi nào là tăng cái đam súng của cái sniper. Còn cái này là bắn xe nó sẽ nổ nhanh hơn thôi, cái này ít khi nào mình bắn xe lắm. Còn cái này là fast trigger finger, nó làm tăng cái tốc độ bắn của mấy cái súng lục, tăng tốc độ bắn của súng lục, nhưng mà bị cái là mình ít khi nào xài súng lục mấy kiểu đó vậy lắm, trừ khi nó nạp đạn nhanh những kiểu Call of Duty thì mới ra. Cho nên mình đa phần mình cần mấy cái gang hơn mấy cái này. Này thì không cần, blackout cũng không cần luôn, mà nhiều mà hack cái kia được rồi. City hacking mình ít xài, mình cũng không cần thiết cho lắm. Electro shock optimization, cái này thì được á, cái này nó cho mình tới 5 cái rồi. Lóc cái này đi ha. Rồi sau đó chứ mình để bên đó những mà mình có kinh nghiệm nữa thì mình unlock được cái city lộn cái social engineering, mà mình unlock cái gang war. Cái gang này mình mới nó có được cái gang này thôi à. Khá là ok. 3 điểm, cái này cần 6 điểm thôi. 8 thì chúng ta cần 11 điểm thôi là xong rồi. 3 điểm nữa, 3 với 6 là 9 điểm nữa. Đúng không? Giờ 8 là 11 điểm nữa. 11 điểm, giờ chúng ta chỉ cần thêm 8 điểm nữa. Chính đâu, mình cứ nói chung là vậy á. Bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ ra. We've got all of DedSec dumpster diving through that Galileo intercept. Anything good? Metric a shit tons of good. I've already picked out a serious opportunity for us. Turns out Congressman Thress's re-election campaign is getting logistical support from Invite. That's weird. And illegal. Right? Why not just give them money? Invite's got years of collected data. I mean, that shit's worth way more than money. But why back a doofus like Thress? Dude couldn't tell his ass if someone fucking handed it to him. Well, let's mess him up, break some windows, see what he does. Yeah, create a reaction, might flush him out. Let's announce this. Marcus, you think you can, bitch slap him for us? yeah, I got something for him. I'm gonna go fuck up that big-ass billboard with his dumb face all over it. Send a clear message. And I'm gonna hit up his campaign funding. And I am going to fuck up his social media, and I am going to fuck up his website, and I am going to fuck up his online ads. I'm going to go for another beer. Your freedoms can only be protected if democracy thrives. But corporate interests are rigging the elections. Your elections. Jeez. Your favorite social media giant, Invite, knows everything about you. And they're manipulating your feed to tailor your opinion to their interests. They are fooling you into voting for their puppet, Congressman Mark Thress. Invite wields the single most powerful population control tool ever created. Defend democracy. Help us tear down Invite. Lend us your processing power by downloading our app, and together, we will expose Congressman Thress. Join us. We are DedSec. Nhiều cái mình thấy fast travel nó nhanh gọn hơn và hợp lý hơn nhiều. Đi đỡ phải đi xe kiểu. Tốt trên kia lần à? Mình nghĩ chắc phải lấy cái điều khiển cái này rồi. Kiểu gì cũng phải điều khiển á. Mình làm sao để thả cái cục này xuống nè. Quay qua đây em. Đúng rồi, thả giữa đường luôn em. Được, thả trúng đầu người ta được rồi. Cái cần này đẩy ra ngoài đúng không ta?
Đó giờ nó qua đây rồi nhưng mà sao ra ngoài được ta? Đúng rồi, cho ra ngoài lại coi. Đó, thả xuống cho anh, thả xuống. Vả cái vướng dây điện. Vậy là cũng được rồi, treo nó được rồi. Đừng có vướng tùm lum tùm la nữa là được rồi. À, không phải vướng dây điện mà vướng cái cục này nè, cái tính phí, cái cục để tính phí mà bận cái xe á. Đó, đó, lên 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 liền. Cho anh lên ra khỏi chỗ này coi. Đâu rồi, qua đây, qua đây, qua đây. Làm sao để qua kia ta? Mua qua đây liền, đúng rồi, qua đây, đúng rồi. Đó, cho anh lên liền. Đúng chuẩn luôn. Nhưng mà cái vị là cái nút bấm mà điều khiển mà cái này nó hơi tập trung với nhau quá, nhiều lúc nó hơi mình là nó cứ lẫn lộn hoài hoài. Nhiều cái mình muốn đi lên, cái cần lại đi lên nó lại cái tưởng mà đi qua cái kiểu. Không thích cho lắm, mà kệ gì sẽ ta lên tới đây rồi. Có cái bộ thang đi lên không ta? Hay là thả lên đó được luôn không ta? Không thả, dù thả lên cũng không tới nữa. Rồi biết phải làm gì chứ, hát rồi. Thấy là phải hát rồi đó. Có cái terminal ở đây. Chứ là mình có nâng cấp cái này mà nhảy cao á, giờ nó bị chặn hay không mình vẫn nhảy cao được, chỉ còn lấy cái gì đó đè ép nó được rồi. Tao đi được rồi. Cửa mở nè. Ok, ngon lành liền. Tụi hacker khác ha. Kiểu có trình độ, có tài năng, có kỹ thuật mà muốn làm gì làm. Phá từ cái này phá tới nọ, thay đổi lịch sử. Mission complete rồi, chạy chạy chạy, bỏ đi bỏ đi bỏ đi. So ngầu. Ngầu as fuck luôn. Ok, xuống lại coi. Cho anh xuống rồi. He'll know we're after him now. Way to go. I've got a whole team of DedSec members out working on Thrust's other signs. Yellow. Nice. Meanwhile, I put together a payload to deploy on Envite server. Meet me outside. Miss it near invite. Khi tao ra hả? Đâu rồi? Invite kêu mình ở đây hả? Power to the ship. Ok. Chúng ta fast travel lại đây được không ta? Có chỗ nào gần không nè? Chỗ này cũng gần mà không gần bằng chỗ này. Nice work on the billboard. We wanted a reaction, we got a reaction. Yeah? We got an email between Thrust and his cronies. He's seriously pissed. He's trying to pass a law against groups with the capability of revealing proprietary directives and actions. That's us. Sure sounds like something Invite would want. It's part of the reason why they're helping Thrust. Mm-hmm. You need to hack into the CEO's office. Oh, Mary Cat skill. And here's an exploit to open up a back door into the servers. Another USB? I could start a damn store with these. Just don't sell that one. Và chúng ta phải đi cài đặt một cái phần mềm backdoor vào cái server của thằng Invite. Và sẽ hack vào cái điện thoại của ông này. Để coi là mình đột nhập vô được cái khúc bên này không ta. Mình cũng biết mình đi đâu nữa, kệ bà đi. Đi đại mà. Nhưng mà mình nghĩ chắc đi hướng này là đúng rồi đó. Cửa bị chặn rồi. Sao mà vô đây? Mà troll mình thì có thể nhảy qua đó đó. Nhưng mà để mình check rồi hát ở trên đúng không? Cho nhảy cao được mấy chỗ này nhiều không qua nổi mới ghê chứ. Đợt.
Rồi để chuẩn bị sẵn hàng nha. 1, 2, 3, lên. Quá lý, ngẫu lý. Wow, wow, dân chơi, dân chơi, dân chơi. No, 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 no. Nó chọi đá ở đây luôn ở đâu chứ. Nổ đi em. Nếu mà nó nổ thì nó sẽ gây cho tụi này phát hiện ra tụi này đang có cái gì đây. Đây, thanh niên này vẫn đứng đây, không chịu di chuyển. Mở cửa ra đi em, không thì đi trong đi. Còn chơi gì nữa. Ô, cảm ơn nha, nó mở cửa thì mình vô luôn rồi. Đỡ phải hát. Mình đang tính đi hát mà kiểu như nó mở cửa thì mình vô luôn rồi. Này thì ngu nè. Công nhận chúng ta chưa kịp hát cái gì rồi nó đi vô cho mở cửa chúng ta đi ra luôn. Botnet recharge này, bây giờ mình upgrade cái kia xong cái đâm ra cái giờ không cần phải làm gì hết. Ôi, thấy cái này nguy hiểm á. Chứ không thể mạo hiểm như thế được. Ôi vậy chúng ta có hai thằng luôn. Gọi điện đây. Thằng kia mình không có thấy cái hướng đi của nó ta. Gọi điện đi. Cho này gọi điện nốt luôn. Đó, giờ mới quất được nè. Gọi điện nè, đi đâu? Chạy đi đâu? Anh mày đã chưa mà cho mày chạy đi rồi, đã chạy. Chạy đi rồi. Làm gì cũng phải có trách nhiệm hết chứ. Đúng không? Phải lên đây đi hát nè. Tụi invite nó dở quá. Để bị vô hát như thế này luôn. Ok, nó nằm ngay đây phải không? Chìa khóa nè. Để mình cho control mình vô hát đi. Hoặc là mình vô mình hát luôn cho nó nhanh. Rồi sẽ mình nhảy xuống sau. Install backdoor nè. Tức là mình nhảy cái này install backdoor. Còn cái kia là cái khu này khu mình cần phải vô thôi. Xử lý thôi, nhanh. Chúng nó đang tới. Không, tụi nó đang dưới, tụi nó không có lên đâu ba. Nghĩa là vậy, chết ra là vậy. Ok, chỉ sợ mấy thằng này nó phát hiện thôi. FPS drop ghê hả? Game này nó vốn gì nó chạy được 30 FPS thôi mà, nhưng mà drop khá là nhiều, drop khá là phiền. Có một cái terminal ở đằng kia nữa. Cái cửa này không mở ra. À không, cái cửa này cửa bình thường, cái cửa kia mà. Mình nãy giờ mình cứ tưởng cửa này cửa cao siêu. Nhưng mà thật chất là không phải vậy ba, mình cứ tưởng vậy thôi. Tưởng là một chuyện nhưng mà đúng hay không là một chuyện khác. Đó, nhẹ nhàng. Ông đi xuống dưới rồi ta. Rốt cuộc là nó kêu mình đi đâu ta. Mình cũng không rõ mình phải đi đâu nữa. Ây da, dân trời. Dân chơi không sợ mưa rơi. Dân chơi quên tắt điện thoại nè. Dân chơi bật điện thoại lên nói chuyện tiếp đi. Phụ nữ cũng không tha luôn. Hoặc là nó đàn ông mà để cái búi tóc của mình nghĩ là vậy. Hoặc hai nó là phụ nữ luôn. Để coi. Còn ai nữa không? Thả drone đi. Ê, không phải con này. Nó nhìn dưới hầm nữa hay sao ta? Call back nè. Tại vì mình phải hát cái cục ngay đây nữa. Sao cảm giác giống như nó dưới hầm hay sao ta? Install back door nhưng mà
Nó dẫn đi đâu nha? Nó cái kia nó dưới hầm luôn rồi ba. Chứ không phải trên đây nữa. Mà làm sao để xuống dưới đó là vấn đề khác nữa. Có cái đường xuống không ta? Cái đường xuống nó nằm đâu ta? Đây hả? Đây đâu có đường nào đi xuống đâu. Mở cửa ra coi. Đây 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 có cái đường xuống rồi nè. Hèn chi thấy nghi nghi, không biết phải vậy không mà đúng là đúng thiệt. Ngay đây có cái đường xuống. Không biết có ai canh giữ ở đây không nè. Mình hát mấy cái terminal rồi đấy thì đó giờ nó mở luôn nè. Còn cái nữa hả? Wow wow, dân chơi. Ok, cái đường bắt đầu nằm đâu ta? Tuốt phòng bên kia luôn hả? Trời má, nó mở phải từ cái phòng này sang phòng bên kia luôn, ở đâu ấy? Thả cho anh bay vòng đi, đó nhanh. Cái thằng ở trên nó đã tỉnh ngủ rồi đó. Phải có cái đường dẫn hả? Thì chúng ta mới hai cái đường dẫn, ba cái đường dẫn từ bên đâu xuất phát ra nè. Cái này khó á. Ok ta, chúng ta không có đường dẫn thì làm sao mà chúng ta dẫn qua bên đây được ta? Ngộ nha. Mà chúng ta có một đường qua bên kia luôn ở đâu chứ. À, tức là một đường này qua thì qua được nè. Chúng ta sẽ dẫn nó qua bên kia để chúng ta mở cái đường bên này. Uhu, mình thích giải mấy cái này lắm nha. Tại nó hay thiệt luôn á. Cái này lên đây phải không? Lên đây, thêm một cái đường ở đây nữa. Qua đây. Qua đây, đúng rồi. Lên đây, cái này mở được nè. Đó, mở được một đường rồi đó. Nhưng mà làm sao đi qua đây? Đây một cái nữa. Nhưng mà phải dẫn một cái đường này qua đây. Tôi sẽ dẫn qua đây là mất hết luôn á. Có gì mình vừa thấy nó mở nè. Mở nè. Mở đường qua đây được một đường rồi nè. Một đường là một chuyện nhưng mà chúng ta phải mở hết luôn. Một đường này nó sẽ kéo qua bên đây. Để thử bên đây coi. Ôi mất hết hả? Được hai đường chưa? Hai đường rồi đó. Còn một đường này dẫn đi đâu ta? Cái đường này nó đi đâu ta? À đây đây, cái đường này thì nó dẫn ngược vào đây. Dẫn ngược lại đây nhưng mà cái hướng hướng này chứ phải mở cái hướng này hả? Mà chúng ta cần phải có hai cái đường hai bên nữa. Mà đường hai bên là phải dẫn cái hướng này, phải giải bên đây nữa. Không những giải bên kia mà phải giải bên đây nữa. Đó, một đường nè. Làm sao để có đường nó chạy ngược vậy đây nè. Hai đường còn một đường ở đây nữa. Đó, mở liền, lên liền. Xong rồi một hướng nữa nè, còn hướng bên đây nữa. Giải quyết nốt luôn. Dẫn đường qua đây. Căn nhà. Hai đường rồi nè. Ủa cái này là tới mấy đường ta? Có hai đường thôi mà. Bên đây nữa hả? Đó, chắc ba đường rồi đó. Ba đường rồi nè. Nhưng mà chúng tôi bị mất vài đường ở đây. Phải chỉnh hướng lại. Xong thẳng qua đây luôn. Mở được rồi nè. Đó. Má mệt thiệt luôn chứ. Cái này hát não nhau và cờ lờ luôn. Chúng ta phải ngồi xem cái bà phòng bên này với đâu chứ. Stone bắt đầu cái này còn nhận bắt đầu này còn khó hơn cái bắt đầu trước nữa. Okay, what's...
Ok, xong vô hay là chúng ta phải đi ra khỏi chỗ này. Leave invite now office. Ok, dân chơi. Easy. Tại vì lúc đó mình cũng đã xử lý hết trơn rồi. Mình cũng không ngờ là cái cửa nó nằm lại nằm ngay đây. Lúc đầu mình cứ tưởng cái cửa nằm tút tút đâu đâu, nhưng mà ai ngờ cái cửa lại nằm ngay, mình cứ tưởng cái phòng rác nữa chứ. Nhưng mà không, thật chất là cái cửa nó nằm ngay đó. Có xe đợi sẵn luôn à. Ngon lành liền. Yolo mấy đứa, yeah, yolo, bắt đầu liền. Mission complete. Bùm. Có ai nữa không ta, nhiệm vụ mới rồi. Data companies are geniuses at separating you from your data. Yo, Teresa Moretti seems to have a shot. If Invite gets its way, no election is safe. Bellwether has the power to influence every voter in the whole damn country. And Thrust is going to be the guy covering for him. That's why he's so important. Well, ever since we messed with Invite's code, Congressman Thrust has taken a hit in the polls. Invite is freaking out. Yo, Em. You gotta hear what we recorded, all right? This is Thrust talking to Mary Catskill, Envite's CEO. Can't you do something? It's all going wrong. Let's meet in person. I have something that will square this away. Oh, thank goodness. Let's meet at my penthouse. Up the security and I'll see you there. Thanks so much, Mary. We'll keep it all on the QT. I'll go record what's happening. We'll use it against him. And I will help you out. Your carriage awaits, sir. Why, thank you, sir. Ok, và để coi, hình như mình phải đi chung với Range. Mình phải chở Range đi tới cái chỗ mà Trust, ông Trust gì á. Ở đây mình kiếm cái xe đó. Ê, đây, dừng xe lại. Đúng rồi, cảm ơn. Biết phải làm gì rồi chứ. Ra đi. Cảm ơn cô gái, mai trả cho. Lên đi ông nội. Đang đi, đi xe mượn nè, không thấy à. Lên, nhanh. Mình lái xe hay vừa lờ. Sorry. Xin lỗi. Ê. Hồi quá. Giờ mình phải đi tới cái penthouse của ông Trust. Ông này mình cũng không biết ông làm cái gì mà bể thị phi và là. Thì cả ổ cái này nhiệm vụ cuối như ta. Cuối của bộ nhiệm vụ này. Để coi power to the house. Tổng có 32.000 chưa cuối rồi. Áp chót thôi. This invite thing drives me nuts. Đó, tới xử lý nốt những chuyện như này. Chúng ta chỉ mới là hát này thôi, mình nghĩ là vậy. Xe này cũng nhanh nhưng mà không chưa nhanh đến mức độ giống như xe của mình. Tính gọi xe ra nhưng mà thôi đi chở nhanh. Tức là đang làm nhiệm vụ nữa. Khá là lâu mình sợ nó spawn hay tùm lum chỗ nữa. Sorry. Đấy, mình đang lái xe phóng với tốc độ cao mà lái nguyên chiếc xe này không chịu né. Das. Mình bật cái đèn đó chứ gì trời. Vô đây gần tới rồi. Xe nó gần nát bấy luôn rồi. Rồi sao đi vô ta? Ủa, mình phải gửi xe ta. Có gửi xe không ta? Mình nghĩ là có, nhưng mà mình không biết phải gửi chỗ nào, đi vô chỗ nào. Tránh ra mấy đứa. Tránh ra, anh đang vô. Tránh ra cho anh vô. Rift Trust Penthouse rồi đấy, chúng ta tới đó. Làm sao đi vô, nhưng mà đi hướng này phải. Đúng rồi, giờ hướng này nè. Ranch, đi hướng này nè. Nhanh bộ, lẹ đi bộ. Không có gì bên đây hết ta. Tap info the camera network. Rồi, chắc kẹo lên đây rồi. Chỉ có nước này thôi chứ mình nghĩ nó cho cầu thang để làm gì. Thiết kế cầu thang này rồi có một cái hình để cho các bạn biết cái đường đi. Một cái kiểu như cái bằng chứng đó, chứng kiểu như là một cái clue đó, manh mối đó, để mình biết mình đi. À không, bằng này mới đúng đó. Thì mình thấy cái cột đó mình tự phải nhảy lên đó mà. Quen riết rồi quen. Mr. Nemec. Well, I'm surprised. surprised.
You look like you shat the bed. That's hardly fair. Now, you and Miss Catskill made promises to... I never... promised you anything, Mark. Promises are something a five-year-old says, Mark. Blackmail, is it? I know. I wish I'd come up with something better, but... as the cliche still works. This state forgives sexual dalliances far more than it does drug abuse, Mark. I am a United States congressman. Long story fucking short, Mark, you baby. Your numbers are tanking, and we can't afford that. Now it's time for Plan B. You do remember what Plan B is, don't you? And here are the schematics. If you're interested. I thought your program would get me reelected. No, miracles are for losers, Mark. Don't you want to earn this yourself? Now, anything goes wrong, remember, you just keep your mouth shut. Unlike you in those photos. Again, I'm so sorry about those. I'll try better next time. Cái dấu hồi nãy là không, cái nó không có check được cái license nữa chứ không sao hết á. Tại vì thường á là mình hiện tại mình đang có share game với một người bạn nữa. Thì account của mình thì phải lúc nào cũng phải online, tức là online nó mới check được cái license thì bạn mới thể chơi game được. Thì hiện tại là nó bị hình như nó bị vấn đề gì thôi, chứ không sao hết á. Ôi giời, cái cổ của Ren có lên không ta? Hay là chỉ đi riêng thôi. On my way. Ok, cho mình lên luôn đi ha. Mitch Ranch on the rooftop, nó lên nãy giờ luôn rồi. Cái thanh này giờ cũng tiện lợi chứ. Nó điều khiển bên trong mà qua tới bên kia luôn mà thằng kia làm gì nó đi qua nhanh quá vậy. Wow wow wow, lộn mà bạn. Đó, qua đây nè. Qua nè. Vừa qua mà vừa lên đó nè. Lên rồi đó, đúng rồi. Ngon lành chành đào liền. Yo, French. Hey, Marcus. How's it going? Yo, check it out. You can see the whole city from here. Whole lot of people out there, man. Whole lot of people. Yeah, getting screwed. You don't even feel it. Just numb. It's fucked up. You know it's gonna be a hell of a fight turning them back into people. Fucking A, man. Okay, dude. You find the evidence, and I'm on our exit strategy. Để làm sao lên được cái chỗ trên đó trời. Cái phải xa, cái phải cao siêu quá. Sợ với không tới. Cái chỗ này lên vậy đó. Mình nghĩ là chắc phải qua chỗ đó lên bên đó lại. Qua đêm. Nhanh. Mà chắc mình nghĩ là mình phải cần dùng cái cần cẩu ở trển á. Để cẩu mình lên chứ làm sao mà lên được ta. Cái này cao cũng tới đây là hết cỡ rồi. Đó giờ mình phải tự thân vận động thôi, đi lên thôi. Chỗ này như phải chỗ mà nãy mình xuất phát không ta? Hình như không, hình như chỗ khác kế bên thì phải. Nhưng mà nhìn cũng khá là giống. Thì mình tìm đường lên thôi. Đó, phải chèo như parkour giống như là Assassin's Creed vậy á. Giờ game gì cũng hơi hướng Assassin quá ha. Có cầu thang máy đi lên nè. Rồi. Phải hack. Hát thì có thể dùng control bay, mình nghĩ chắc tất nhiên phải dùng control bay rồi. Hát ở đâu trời.
ha, trong cái khu này hả kìa. Có hai cái ổ luôn, chúng ta có hai cái ổ luôn. Nó dẫn ra sau. Cho nó chèo vô được không ta? Bên đây. Cái này phải có cái control rồi. Này cũng phải vậy luôn. Nhưng ít ra cho mình nghe đây chắc có thể tìm đường được. Thì mình đi ra sau coi. Thả control này coi. Nó còn chỉ mũi tên vô vào nữa nè. Nhảy qua là chắc không rồi đó. Nhưng mà bên con này thì có thể nhảy qua đây. Death. Fail vậy bộ. Được chắc là mỗi lần hồ lại cho nó hồi cái khác qua. Cũng tiện. Đây là mình nhảy qua cái ống này nè. Đó, qua được liền. Ngon lớn, ngon cơm liền. Không hát là làm sao mà qua, đúng không? Chứ phải hát cái cổng này đó. Đó. Không hiện ra luôn. Rồi, chúng ta được một đường rồi đó. Để mình chạy vô trong qua. Không biết được chưa ta? Cái chỗ này mình nghĩ chắc có cái đường lên á. Control đâu ta? Còn cái lên trên nữa nè. Đường này thì không mở được rồi đó. Nãy mình giờ thấy mấy chỗ nào, thấy chỗ nào lên được hết ta. Không để ý nữa, hình như ngay chỗ này, chỗ này. Quên cái chỗ này, chúng ta phải đi lên ngay chỗ này. Rồi cái này thì không cần drone đâu. Thấy luôn rồi. Giờ chúng ta cần đi thang máy lên thôi. Ngon liền. Rồi đi xuống cái bộ ơi. Ôi vậy có chỗ này nhảy lên được nè, ủa sao em không thấy ta? Nghĩa là mình không để ý, mình cứ tưởng là có nhiều điểm mà ta. Xuống em. Cục này nó phải xuống. Download evidence. Con drone bay lên cũng được mà xa quá sợ bay họ mất sóng nữa. Lên. Wow. Lên đi em, lên đi em. Ồ nó còn chỉ mũi tên chỉ mình đi nữa ha. Hay thiệt. Tốt bụng ghê nào, tốt dễ sợ. Hát luôn à. Hát cái gì chúng ta phải hát chứ mới điều khiển được cái cần cẩu đó. Còn không mà chứ đâu có điều khiển được đâu. Giờ nó mới điều khiển được nè. Qua đây coi, chờ hạ cục này xuống coi. Wow, bậy. Đâu cần nó phải đi vòng vòng đâu, nó chỉ cần đút cái này vô trong thôi mà. Mình đẩy cái cần xuống rồi mà ta. Đó, qua đây qua trái một tí. Quá đẹp luôn, chơi cái này rớt xuống là quá đẹp. Bấm. Quá đẹp. Ơi, bình tĩnh, đứng yên, đừng có xây rượu được rồi. Giữa đứng đi cho chắc ăn. Lên. Đúng rồi. Hay vật color. Lên nóc nhà là bắt con gà luôn. Des. Chỗ này mình chắc không ai phát hiện đâu ha. Yo Satara, I'm ready to go. Máy bay nó còn bay được mà, ăn nhầm gì chỗ này. Bên nó thấy mình không ta? Gọi điện đi em. Gọi điện nè. Nó đang có buổi tiệc hay gì vậy ta? Để con drone vào đi. Kêu mình hát nè, hát cái thằng này nè. Rồi đó, hát rồi đó. Khá ư là dễ.
Chỉ có một thằng ở đây thôi hả? Thì chúng ta có thể nhảy xuống được không? Đó, xử lý từng thằng cái đó, cho đẹp đẽ cái chúng ta muốn đi đâu đi đúng không? Chỉ sợ vừa nhảy xuống là bị phát hiện thôi giống gì đó. Đi mở cửa vô cái phòng đó coi. Phòng này có camera cái kiểu đàng hoàng hết. Có hai chú trong đây. Hai thanh niên. Ủa sao cái thằng này nó không bị hack ta? Wow, thank you. Thank you very nhiều. Gục liền, thanh niên đứng tranh cửa mà lại đi ngắm cảnh. Là thấy không ổn rồi. Security này là chết rồi. Security. Download evidence, evidence nằm đâu vậy? Nằm ở tuốt dưới rồi hả? Đau đớn vậy, nó bắt mình lên tới nóc luôn. Bắt mình lên tới nóc, lát hỏi là bà kêu mình đi xuống đâu chứ. Này đi xuống không ta? Đó, cầu thang đi xuống nè. Wow, wow, wow. Có dân chơi nào đây không? Campaign Operation Supervisory Supervisory đây. Patrick Clow. Không rõ nó đang làm cái gì nhưng mà giờ chúng ta phải thả cái con kia vô rồi. I'll get you inside the system. Once I do, you use a botnet to brute force your way in and download everything you can. But once you start downloading, they'll know you're inside. It wouldn't be a party if they didn't. And I've got a surprise for them. Chỉ sợ một số người thôi. Như thanh niên này đó. Cái thanh niên này nữa nè, đó. Giờ mình này nọ gì mà lo gì. Gọi điện tiếp đi. Đó, trong lúc nó gọi điện á, mình sẽ cho nó gắn cục này vô. Đúng tỉnh luôn. Download evidence. Có cần phải đứng trong phạm vi không ta? Không, không, không. Không cần thiết. Nó hay nghi ngờ gì vậy? Phát hiện rồi. Ngủ liền. Nhưng mà chúng ta đang đau, mình đau cái này. Đau vô xong cái đống này. Wow, wow, nó bắn rác quá. Chỉ gỡ sợ nó gọi enforcement lên thôi. Bột trái đi em. Cái nòng ngắm chỗ này mình không có thấy đường. Chứ không mình cũng bắn lạ rồi. Rồi xong rồi đó, xong rồi đó, xong rồi đó. Hết nhiệm vụ rồi, hết nhiệm vụ rồi. Đi đi, chạy. Ra dân chơi. Cái chợ bom lên tới đây luôn ở đâu chứ. Mấy công nhận Wicked có khác hả? Có đu dây nhảy xuống nữa hả? Ngầu vậy. Uầy, dính rồi, chết rồi. Xuống xe coi. Có con xe đang đợi đi. Má, ngon quá. Dính có một sao thôi mà làm gì ghê vậy, nó gọi tiếng. Nó bay cái kiểu tới luôn rồi. Đó, dính liền. Dính đi em, nổ đi, ôi xe không nổ luôn ơi. Vẫn đang dí rất là kịch liệt. Có khi mình không trúng mình. Đớt. Nó không trúng mà mình trúng ở đâu. Cái này tội lái dữ lắm. Mình hiện tại mình chưa có hack máy bay được.
Rồi mình không có upgrade mấy skill để chạy nữa kiểu. Không sao, không sao, anh vẫn làm chủ tình thế được. Xe này, tại cái xe này nếu mà so với ngoài đời kiểu rất là nhanh. Và nó dư sức chống với cái xe này. Chúng ta đã biến mất hoàn toàn, yes. Oh yeah baby, yes. Xong nhiệm vụ nha, chúng ta còn một nhiệm vụ cuối nữa. Social Magnet được cộng 20 điểm luôn, nice. Josh, please tell me you're not in there. Marcus, Marcus, there's snipers on the roof. Snipers? What are you talking about? They're human. I'm sorry, they're not supposed to be here. Dushan must have hired them. Why are you whispering? I'm not whispering. Can you get... Hey man, I'm not going in there. Look. So tomorrow, they're trucking out these machines to the polling places, and what are we supposed to do? Reverse engineer them? No, that's not feasible given our time frame. The virus is military grade. The only prudent course is to destroy them all. Destroy them all? What do you want to do, blow them up? The fort's a military base. There's plenty of explosives. No voting machines. It delays the election. Yeah, we expose the tampering and give people time to make an informed decision. Hell yeah. Hey, I'm sold, Josh. You sold? Okay. All right. Và câu bé căng á, destroy the voting machine. Chúng ta phải phá hủy cái mấy cái buồng vote này nọ kiểu, tại vì nó đang, mình nghĩ là nó không có thật sự với dân chúng rồi, kiểu nó hack luôn cái mấy cái vote này rồi. Là chúng ta chỉ đang là con rối thôi mà vote làm chi mà khi mà cái mấy vote của bạn không ai coi nó là gì, vote của bạn trả là gì, tại vì nó đã nắm soát cái tình hình đó rồi. Điểm chỉ số là nó muốn thắng là nó thắng thôi. Đó mới là vấn đề. Nhưng mà làm sao đi vô trong đây nè. Một cái control nó có thể lên trên tuốt trên đây được nè. Có cái cửa sổ nè. Vô nè. Destroy. Destroy thì chỉ có cái máy kia thì mới may ra destroy được thôi. Nghĩa là mình nên đi tìm cái thằng mà là hack gì á, trụ hack để mình hack thôi. Còn chứ destroy thì có lẽ sẽ để nhường cho cái máy kia nó destroy sau. Hello, bye bye. Má vote gì mà làm gì nó cho máy móc rồi để trong đây mà nó vote. Mà để có quân lính canh gác gì ghê vậy, mình cũng không rõ nữa. Làm kiểu này có vẻ nghi ngờ và cờ lờ luôn á. Cũng hên á là trước khi mà làm nhiệm vụ này, hồi nãy mình cũng đã nói là mình có upgrade cái cây súng của mình, bắn mấy em mập giống vậy nè, bắn chừng phát là gục liền, không cần phải bắn nhiều. Đó, bắn chừng một phát là gục liền. Đó là gọi là tới trình luôn rồi. Chết liền. Mấy thằng mập đấy mình cho các bạn lời khuyên là kiểu như mà bạn nào mà gặp những thằng mập như thế này á, thì thiết nghĩ các bạn nên tease nó một cái rồi bạn bắn nó, thì nó sẽ chết lẹ hơn là vì các bạn, nếu mà bạn không tease tụi này và bạn bắn solo mà súng đạn người nó mới, tại nó đang bắn nhát chống đạn mà, thì cho nên nó dù bạn có bắn thì cỡ nào đạn nó cũng không có ăn xi nhau, ăn nhầm với mấy cái thằng này, cho nên buộc rằng chúng ta phải chích điện đó. Đâm là cái cây mà OB nhất cái game này, cái súng chích điện thôi giống gì đó. Đảm bảo rằng chú không bao giờ chú súng dậy được nữa. Đó, phải vậy chứ. Mình đang đi rất là đảm bảo luôn mà, cố gắng không bị phát hiện. Còn cái máy dưới này, mình xử từng tầng cái đã. Rồi chúng ta sẽ lên sau, xuống sau. Đây chứ không có ai đâu ha. Phá sao đây? Làm sao để phá đây?
Phá kiểu gì ta? Destroy the voting machine. Có phá kiểu gì? Ủa vậy giờ mình nãy mình cho nổ mà sao nó vẫn không nổ ta? Control mình đã cho nó nổ mà ta. Nếu mình nãy mà nó nổ được như thế này á thì đỡ mình phải chạy lên chạy xuống, đúng không? Nhưng mà nãy mình nổ rồi sao cái cục kia này không nổ, nổ được nhưng mà không có phá được cái đó luôn. Nổ thì nổ vẫn được nhưng mà không phá được. Thế mới đâu. Hát được là vô được hết. Cái này cái gì nổ được không ta? Không nổ được hả? Có gì nổ được không? Không thì mình để sẵn một cái cục kích nổ đây đi. Rồi mình đi xuống mình xử mấy thằng này ra. Rồi lát nữa mình hoành lên mình cho nó nổ. Tại vì kiểu gì mình cho nó nổ một hồi mấy thằng này cũng phát hiện ra. Là nó sẽ gọi lẫn nhau để nó chạy tán loạn lên là mình sẽ không kiếm xử lý được tình hình, đúng không? Cho nên mình buộc phải kiểu như là xử lý hết cái đống này đã, rồi chúng ta muốn đi đâu đi. Hoặc là nếu mà mình có thể kích hoạt từ xa, ví dụ vậy. Kích hoạt từ xa cho nó dễ. Remote control. Ngủ luôn đi em. Má riết mà thấy cái súng này nó thuận tiện hơn cái súng lo, súng càng của mình hay đem nữa. Cái súng càng nó cũng hay nhưng mà không phải cái gì nó cũng hay. Wow 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 wow. Cái này là explosive rồi. Chúng ta có hai thằng, một thằng ở dưới nè, một thằng này lần sau dưới chân mình nữa. Ba thằng. Bốn thằng. Còn thằng trên đây để mình xử nốt luôn rồi. Xử kiểu như xử từng tầng cái kiểu. Để đảm bảo là không có ai này nọ cho tới khi mà mình làm được. Dính liền. Có một thanh niên ở đây nè. Dính luôn. Để mình đổi súng mình bắn cái thằng này đó. Dính liền. Không biết cái súng này bắn xa được không ha. Mém nó đi lại bên kia rồi. Sao không tới trời. Wow. Hú hồn. Dính luôn, trời quá hay. Quá hay. Hay cực kỳ. Để mình đứng lên mình ngắm coi. Rồi đó, chúng ta xử xong. Ý, còn thằng tốt đằng kia nữa. Bé này chui đâu ra vậy? Bé này mặc giáp nè. Bắn được rồi nè. Mặc giáp là ngủ hết. Anh không thích đi vòng vòng kia đó ha. Ngủ luôn nè. Ý, bắn hay giống chúng trời. Đúng như ta. Phá được chưa nè. An tâm mà phá rồi đó. Giờ chúng ta chỉ cần đặt bom ở chỗ này là xong. Nó có hồi lại nữa mà, lát nữa nó có hồi lại nữa. Còn cái chở nó rồi. Nổ luôn. Vừa mới hay nghe tí nó gọi gì mà đâu phải đâu à. Tại mình xử hết mấy thằng này rồi mà. Xử đẹp mình thoát khái đi xử người ta lắm nha ba. Bắn kiểu này mới đã mà. Rồi xong, objective complete. Ngon lạnh liền, escape. Rồi, riết mà mình vô mà không biết đường đi ra luôn. Nó nóc đi ra lại thôi chứ sao vậy.
Rồi chết cha rồi, mình đi vô hướng nào vậy trời? Giờ nó cử lính đi vô mà mình không biết đường đi ra ở đâu. No 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 no, cầu thang bên này mới đúng, cầu thang bên này mới đúng. Chúng ta vẫn chưa bị phát hiện mà lo cái gì. Đi đường ở dưới, đi rồi từ trên đây xuống thì sẽ hay hơn nhiều. Đây đây, có chỗ nhảy ra nè. Tụi nó vẫn chưa biết mình ra hướng này ba. Hay vờ color. Nó vẫn tưởng mình là du khách ba. Rồi đó, chúng ta ra khỏi cái chỗ nguy hiểm rồi. Cái này vẫn chỉ là đang một cái khu bình thường thôi. Không ai biết gì hết. Thấy ba mấy đứa. Anh đã xong chuyện rồi. Ủa lần nữa có một cái key data luôn á chứ. Mà các bạn mình không cần nữa lắm. Escape Fort Point. Nó giống như một cái thành trì luôn rồi còn gì nữa. Yeah baby. Citizens, Invite Corporation has been using your sacred vote as a plaything, targeting you individually. Invite manipulated your emotions to give support to their puppet, Mark Thrust. But DedSec hacked into Invite and changed their algorithms. Polls reversed instantly. Invite, desperate to elect Thrust, resorted to their own form of hackery. Here, Invite CEO Mary Catskill delivers a virus destined for voting machines to Mark Thrust himself. The election has been delayed. Citizens, use this time to think. Do not allow yourselves to be manipulated. DedSec implores you to think before you vote. DedSec has given you the truth. Do what you want. Sống quá ngon. Wow rồi. Một khung cảnh rất là đẹp. Chúng ta đang đợi nhiệm vụ hoàn thành đây. Cộng điểm đi. Lên lên liền, lên cấp liền. Oh, make every voice count. Mọi tiếng nói của người dân phải được lên tiếng và phải được mọi người để ý. Vậy mới đúng chứ. T-shirt trusted. Trusted. Swag t-shirt. Chúng ta được cái áo luôn rồi đó. Rồi, có lẽ mình sẽ tạm thời mình dừng ngay tại đây và có lẽ mình sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Ok, và mình sẽ có sớm quay lại giờ sớm nhất có thể và các bạn đừng lên cho mình một cái like cực bự nếu các bạn nào thích cái tập này của mình. Ok, và chào các bạn, hẹn gặp lại trong tập sau nhé. Bye bye.